Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, điểm sáng trong phong trào bảo vệ môi trường. Thôn Lại Ốc, mô hình điểm phân loại rác thải tại hộ gia đình ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Tuyến đường tự quản của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhân Hòa làm đẹp quê hương. Thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long thiếu nơi sinh hoạt văn hóa. Trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên tổ chức liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ toàn tỉnh. Trong một góc nhìn văn hóa có phóng sự, thị xã Mỹ Hào, chợ cóc lấn đường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và khoảng trống thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp. Cuối chương trình mục di sản Hưng Yên, mời quý vị cùng khám phá những di tích cấp quốc gia tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Sau 5 năm thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, đến nay xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ trở thành điểm sáng trong bảo vệ môi trường của huyện. Ngay từ những ngày đầu thực hiện, xã Nhật Quang đã thực hiện giảm 50% phí vệ sinh môi trường cho những hộ có ít rác thải và hoàn toàn là rác vô cơ. Bên cạnh đó, xã còn lấy tiêu chí phân loại rác thải để đánh giá chất lượng các tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên. Hiện nay, xã Nhật Quang có khoảng gần 80% người dân thực hiện phân loại rác thải, lượng rác thải giảm gần một nửa so với trước. Cùng với nâng cao ý thức người dân, xã Nhật Quang cũng đã có nhiều biện pháp cải tạo cảnh quan môi trường như trồng hoa ven đường, cải tạo ao hồ làm ao bơi và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không gian làng quê trong lành sạch đẹp. Xã Nhật Quang đang hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2018, xã Long Hưng, huyện Văn Giang đã triển khai thí điểm mô hình phân loại rác tại hộ gia đình ở thôn Lại Ốc và được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Những hộ dân tham gia mô hình đều được phát thùng đựng phân loại rác. Với rác thải hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau củ quả đều được cho vào thùng nhựa này để ủ làm thức ăn chăn nuôi cho cá, gia súc, gia cầm hay phân bón cho các loại cây trồng. Còn với rác thải vô cơ như rác thải rắn, chai lọ, túi bóng sẽ được tập kết ở nơi quy định để tổ thu gom rác mang đi. Đến nay toàn thôn Lại Ốc có 170 hộ dân tham gia mô hình này, giúp giảm 20-30% lượng rác thải cần xử lý, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Nhằm hình thành văn hóa về bảo vệ môi trường trong khu dân cư cũng như xóa bỏ thói quen xấu vứt rác bừa bãi dọc ven đường, hàng tuần các chị em trong chi hội phụ nữ phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào lại dành thời gian vệ sinh các tuyến phố tự quản, trong đó thực hiện quét dọn, thu gom rác và chăm sóc đường hoa. Sau gần một năm triển khai thực hiện, đã có gần 50 chị em tình nguyện tham gia. Bên cạnh đó, tình trạng người dân vứt rác dọc ven đường không còn nữa, các tuyến đường tự quản cũng vì vậy mà sạch sẽ hơn. Qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước nâng cao được chất lượng cuộc sống tại địa phương. Nhà văn hóa thôn là một trong những thiết chế văn hóa không thể thiếu tại các địa phương, là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân. Tuy nhiên, nhiều năm nay, thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, người dân không có chỗ tập trung sinh hoạt văn hóa do nhà văn hóa đã xuống cấp nghiêm trọng. Toàn thôn có trên 1.000 nhân khẩu, nhưng chỉ có một nhà văn hóa thôn rộng vài chục mét vuông đã xuống cấp nghiêm trọng do được xây dựng từ năm 1986. Xung quanh tường đã bong chóc hết, cửa sổ cũng không có, mái ngói thì xô lệch và đã bị sụp một vài chỗ. Mỗi khi có việc tập trung sinh hoạt, người dân đều phải đứng ngoài sân do lo sợ mái sập. Tình trạng trên cần được chính quyền địa phương và nhân dân sớm có biện pháp khắc phục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương. Vừa qua, đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên tổ chức chương trình liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh lần thứ 2 tại nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham gia buổi liên hoan có 22 tiết mục đến từ 9 câu lạc bộ nghệ thuật cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng với khán giả bằng những giai điệu đậm chất pop rap cùng đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ như sáo, guitar, trống, cajon, với nội dung xoay quanh về tình yêu, tình bạn ở lứa tuổi học trò. Đây là năm thứ 2 đoàn trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên tổ chức, là dịp để các câu lạc bộ cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được giao lưu học tập lẫn nhau. Bên cạnh đó tạo ra một không gian nghệ thuật giúp các em được thể hiện tài năng âm nhạc, giao tiếp và sáng tạo trong nghệ thuật. Thưa quý vị, thị xã Mỹ Hào đang từng bước xây dựng các tuyến đường, tuyến phố đô thị văn minh. Tuy nhiên, tình trạng chợ cóc lấn chiếm lòng đường vỉa hè diễn ra ở các phường đang ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị của thị xã trẻ này. Dù đã ra quân dẹp bỏ nhiều lần, song tình trạng chợ họp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra thường ngày ở Phú Thứa, phường Dị Sử. Thị xã Mỹ Hào đã đầu tư lát vỉa hè ở khu vực này nhằm xây dựng Phú Thứa thành tuyến phố văn minh. Ủy ban nhân dân phường Dị Sử kẻ vạch giới hạn bán hàng trên vỉa hè. Thế nhưng các tiểu thương ở đây chẳng mấy quan tâm đến vạch này, ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ vỉa hè để bán hàng. Chợ cóc này nằm ngay sát Ủy ban nhân dân phường Dị Sử. Cái này thì chúng tôi cũng đã nắm được, và chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cho lực lượng công an phường, bảo vệ của phường
nếu cố tình vi phạm là chúng tôi sẽ thu giữ và xử lý hành chính. Giống như phường Dị Sử, phường Nhân Hòa vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm được chợ cóc trên đường Đỗ Thế Diên thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá. Vào buổi sáng và buổi chiều, các hộ buôn bán lấn chiếm lòng đường, thậm chí tận dụng ngay cả mặt tiền trước cổng đình làng để buôn bán, gây phản cảm và ảnh hưởng đến mỹ quan của công trình văn hóa tín ngưỡng. Gia đình thì chỉ biết là ngày rằm mồng 1 thì họ mở cửa thì không ai dám ngồi. Còn bình thường những ngày bình thường thì đóng cửa thì ngồi nhờ địa phương một tí. Đây không phải chợ của xã, đây chỉ là gọi là cái chợ cóc của thôn thôi. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào còn có các chợ cóc lấn đường khác đang làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị như chợ Bao Bì trên đường Nguyễn Bình, khu vực phố Bần, phường Bần Yên Nhân, chợ Rầm, phường Nhân Hòa. Chính quyền địa phương chưa quyết liệt là một trong những nguyên nhân khiến lòng đường, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng. Địa phương sẽ có cái xây dựng cụ thể để làm sao, thứ nhất là phải phân rõ ranh giới cái hành lang đó, kẻ phải sơn và yêu cầu các hộ là phải chấp hành để đảm bảo cho cái vỉa hè nó được thông thoáng, đáp ứng được cái nhu cầu cái văn minh đô thị. Phòng quản lý đô thị của thị xã Mỹ Hào cho biết, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiến hành giải tỏa các chợ cóc trên địa bàn để thực hiện nghiêm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kế hoạch xây dựng các tuyến phố văn minh của thị xã. Ban hành những cái văn bản cụ thể hơn nữa và chi tiết hơn nữa và sẽ trực tiếp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xuống kiểm tra, đôn đốc các xã phường làm tốt cái vấn đề mà quản lý vỉa hè và hành lang lòng đường. Xây dựng các thiết chế văn hóa tại các khu cụm công nghiệp nhằm mục đích chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động là mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để họ được vui chơi, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Thế nhưng hiện nay, việc xây dựng các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Anh Lường Văn Hiên, quê ở huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, làm công nhân tại thị xã Mỹ Hào đã gần 3 năm nay. Tuy nhiên, các hoạt động vui chơi, giải trí chỉ loanh quanh trong khu xóm trọ, lâu lâu mới cùng anh em đi đá bóng ở các sân cỏ nhân tạo dịch vụ. Nói chung là anh em tan giờ làm thì cũng về thì cũng không có hoạt động gì nhiều ạ. Cũng giống như anh Hiên, ngoài lúc đi làm, anh Đinh Đức Trọng cũng chỉ ở nhà xem điện thoại để giải trí cho tiết kiệm. Lương công nhân không nhiều nên khi tới những nơi thu phí dịch vụ, anh phải khá đắn đo. Còn em thì hầu như là không anh ạ, bởi vì là đi làm suốt toàn 12 tiếng, làm từ sáng đến tối về, xong rồi nghỉ ngơi thôi. Chứ ít khi có mấy cái hoạt động vui chơi lắm. Em chỉ có về thì nghĩ điện thoại thôi, xem điện thoại, chơi game, xem phim ở trên điện thoại. Cuộc sống của khá nhiều công nhân tại các khu công nghiệp hiện nay thường chỉ quanh quẩn giữa đi làm và về nhà trọ, giải trí với chiếc điện thoại. Những khu vui chơi dịch vụ không phải công nhân nào cũng đủ điều kiện để có thể tham gia do thu nhập chưa cao và phải tiết kiệm gửi tiền về gia đình. Thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp cho công nhân hiện nay lại rất hạn chế. Số công ty đầu tư xây dựng nơi vui chơi cho công nhân cũng không nhiều. Hiện nay, người lao động chủ yếu sinh hoạt văn hóa thể thao cùng với thiết chế văn hóa trong khu dân cư. Hưng Yên hiện có trên 10 khu công nghiệp với hơn 100.000 công nhân. Việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp sẽ giúp nâng cao tinh thần cũng như hiểu biết cho công nhân, giúp họ tái tạo sức lao động để làm việc hiệu quả hơn. Để xây dựng và đưa các thiết chế văn hóa đi vào hoạt động hiệu quả, cần sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự chung tay của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, xã Minh Phúc, huyện Văn Giang là miền quê giàu truyền thống văn hóa. Nơi đây còn lưu giữ được nhiều di tích đã được nhà nước xếp hạng. Tiêu biểu trong số đó là những ngôi đền, ngôi đình cổ. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá những di tích đã được nhà nước xếp hạng cấp quốc gia ở xã Vĩnh Khúc. Đây là đình Ngu Nhuế ở thôn Vĩnh An. Ngôi đình mang kiến trúc đặc trưng của một ngôi đình vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đình Ngu Nhuế đã được nhà nước xếp hạng cấp quốc gia năm 1988. Thưa ông,
ông để giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết về ngôi đình Ngô Nhuế của thôn Vĩnh An mình. Vâng, đình Ngô Nhuế của thôn Vĩnh An của chúng tôi là thờ đại đô tướng công Hầu Lý Ba Đại, người con của quê hương chúng tôi và người đã tham gia diệt Tống Bình Chiêm, bảo vệ bờ cõi nước Đại Việt, tham gia vào trong hoàng cung. Chỉ sau 312 năm thì di chuyển về đây. Đình Ngô Nhuế được khởi dựng từ thời Hậu Lê năm 1982. Ngôi đình được trùng tu theo kiểu kiến trúc hình chữ đinh, gồm đại bái năm gian và hậu cung ba gian. Toàn bộ kết cấu đình Ngô Nhuế bằng gỗ lim, đặc biệt bốn bức cốn tại gian trung tâm chạm khắc sinh động các họa tiết sóng nước, long, ly, quy, phượng, thể hiện nét tài hoa của người thợ xưa. Chính những bức điêu khắc cầu kỳ, tinh xảo và đang đối đã tạo nên cái hồn và sự cổ kính cho ngôi đình. Đền Cầu Báu nằm ở thôn Vĩnh Bảo, thờ Đức Thiên Đế. Tương truyền ngôi đền được xây dựng từ thời Trần và được trùng tu lớn vào thời Nguyễn. Đền Cầu Báu thờ Đức Thiên Đế, một vị thiên thần có công tiêu diệt bá vương và 15 loài quỷ dữ nên được nhân dân tôn thờ. Ngôi đền hiện nay mang dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn, gồm 4 tòa chính, hệ thống trầm giường đơn giản. Năm 1995, đền Cầu Báu được xếp hạng là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Tại đền còn lưu giữ 2 pho tượng gỗ độc đáo. Hai ông sứ giả để người để phụng lệnh của Đức Thiên Đế nhà Giời. Một ông bên kia là ông Quan Văn, bên này ông Quan Võ. Thế mỗi khi mà công việc của nhà Giời, hai ngài đây đã sẽ thi hành cái công việc của Đức Thiên Đế nhà Giời. Đền Khúc Lộng là một trong những di tích trên địa bàn tỉnh thờ Triệu Việt Vương. Đây là ngôi đền có kiến trúc đồ sộ với nhiều hạng mục có giá trị. Ở thôn Khúc Lộng chúng tôi ngày nay có ngôi đền này được xây dựng từ dưới triều nhà Nguyễn, có hiện nay là vẫn giữ được đủ thần phả 18 đạo sắc phong của các triều đại nhà nước phong tặng cho cụ vẫn lưu giữ được. Thì đây là cái địa bàn của quê ngoại của cụ Triệu Quang Phục, tức là ba nàng quý phi, tức là gọi là ba nàng công chúa kết duyên cùng với cụ Triệu Quang Phục. Đền Khúc Lộng là một trong ba di tích được xếp hạng cấp quốc gia ở xã Vĩnh Khúc. Ngôi đền được xây dựng từ thời Nguyễn, đến nay vẫn còn giữ được kiến trúc ban đầu. Đây là một trong những ngôi đền có nhiều hạng mục nhất trong số các ngôi đền ở tỉnh Hưng Yên. Qua bức bình phong, đến cổng tam quan, rồi đến tòa tiền tế, trung tử và hậu cung, nơi đặt tượng thờ Triệu Việt Vương cùng với các nhân vật được phối thờ. Các hạng mục liên hoàn, hài hòa với cảnh quan xung quanh, tạo nên không gian ngôi đền cổ kính và linh thiêng. Trong những năm qua, thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cùng với nhân dân trong xã là rất là tích cực trong việc quản lý, trông nom các cái di tích này để làm sao cái di tích nó ngày càng đẹp và một cái di sản để làm sao nó trường tồn mãi với thời gian. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.